không thì chắc hôm nào đấy không dạ hôm nào không mà chính nó nhớ đi luôn đấy. Nặng hơn so với lại cái tách mà anh em mình đang khinh. Con gái lấy đi. Vâng. Cái tách thì nó cũng rất là mỏng cho nên là phải vận chuyển là làm sao mà. Khi mà làm sai một cái gì là phải nói là sửa lại là rất là khó của bác ạ. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Ở đằng sau cháu Lực thì các bác nhìn thấy được rằng là hiện tại đang có thêm là một cái tách mới. Cái tách này thì là cùng nhãn hiệu với lại là cái tách hôm nọ cháu Lực là lấy xuống và cùng là dung tích là với nhau. Đấy, tuy nhiên thì là cái tách hôm trước cháu Lực lấy xuống ấy thì là nó là cái tách đứng, còn là cái tách này thì là cái tách ngồi, cái tách nằm của bác chứ không phải là tách ngồi. Và cái tách này thì là cháu Lực lựa chọn là để lên trên chỗ mà hôm trước ở những cái video cháu Lực cũng đã nói cho các bác là cùng biết rồi. Và tiếp tục cái tách này thì là được hai chị là Nguyệt Thí có gửi cho cháu Lực là cũng khá là lâu rồi cô bác đấy, nhưng mà tuy nhiên thì thời gian vừa rồi ấy, đường nó sạt lở quá là nhiều, thành ra là người ta không có chở tách để mà lên trên xá được cô bác. Đi xuống huyện Lai thì vẫn Lai được thôi, nhưng mà đường nó đi khó quá thì cháu Lực lựa chọn là để lúc nào mà trời nó nắng hoàn toàn đó rồi thì cháu Lực mới trở lên. Và cái tách này thì là cũng như là cái tách hôm nọ một chút, hôm nọ của bác. Cái tách này là cái tách nó nằm ấy cho nên là giá nó sẽ cao hơn so với lại là cái tách đứng một chút của bác ạ. Ở đây thì cháu Lực lấy cái tách này vào nó đã rơi vào tầm độ là 3 triệu 9 rồi của bác, còn là chưa tính là cái công mà chở từ dưới huyện lên. Hiện tại thì cháu Lực cho người ta chở lên ấy, thì người ta vẫn chưa là lấy, cháu Lực là chưa gửi tiền đâu các bác. Đấy, lấy về xài một thời gian xem là tách nó có ok không, xem là nó có bị rò rỉ đâu không thì cháu Lực mới gửi tiền các bác ạ. Đấy, và cũng xin cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn cái phần quà tiếp theo dành tặng cho hai chị, dành tặng cho hai ông cháu. Vui quá thành ra là nói lấn lộn một chút rồi cô bác ạ. Vừa rồi cháu Lực ra thì là dùng xe máy để chở, rất là may là mượn được con xe ba gác. Hiện tại thì ông đang đi xuống cái nhà của anh thợ để mà mượn là cây với lại là thêm là dây một chút rồi cô bác. Cái cây đấy to quá không ông? Vâng. Vâng, đấy ông thì cũng ra đến đây rồi cô bác. Chào các bác các chị nhá. Đấy, hôm nay thì vừa rồi thì cũng đã điện cho ông rồi thì vâng, là cháu Lực cháu sẽ chở cho ông thêm một cái tách nữa đấy. Vâng. Và cháu cũng đã nói từ là hôm nọ rồi. Thì cái này nó không phải của bố Cường nó cả người ta đấy. À của nhà của chặt nó phạt đấy. Vâng. Cái này thì đấy thì cháu nói qua trong một chút cô bác nhá. Ông nhá, cái tách này thì là được hai chị là Nguyệt Thúy tiếp tục là gửi cho ông. Wow. Đấy, hôm nọ thì cháu cũng đã chia sẻ lên trên kênh ấy, thì bà cũng đã nói cho ông rồi. Wow. Thế thì cái phần đất mà hôm nọ cháu ấy
yêu cầu ông là đổi thì ông có đổi được không? Được rồi, đổi chỗ đất thì được rồi. Tại vì là chỗ cái chép này nằm thì được rồi. Vâng, chỗ đấy thì là mình để cao hơn, thì sau này là khi mà mình xả nước xuống ấy nó có lực mạnh hơn. Vâng. Thì mình không phải là đi mua thêm là cái tách nữa. Vâng. Và mình không phải là mua thêm cái vòi mà nó cái máy coi như là máy bơm ấy. Đấy, máy bơm nước đấy không? Vâng. Đấy, bây giờ thì cháu với cùng ông là sẽ khênh ra một chút ông nhé. Vâng. Đợi anh phòng một chút. Trở về à? Vâng, em muốn xe trở lên tận đây. Em đi đằng sau không?
Nhưng mà may là cái này đặt vừa luôn anh, thế một cái này dây co buộc, cái này gì buộc anh nhỉ? Cái này co buộc thì nó rất dài đấy. Chỉ lấy đó là lấy cái này buộc thôi. Nhẹ lắm à, cái này còn nhẹ giải khung ấy. Nặng hơn đấy. Sao anh buộc như nào đây? Khó đấy. Đây đây. Cái này co ra buộc đấy. Cái co cái nó nặng hơn thì tay chết thì nặng. Giờ dùng cái này buộc qua một hai lần không nhỉ anh nhỉ? Có cái co một cái gì thấy ở phần hai nhỉ? Nó lại một lần nữa nhỉ? Đó. Đó. Nó không đứt nhưng mà tí nó lên tụt xuống ấy. Đây, sau cái thời gian mà mấy ông cháu buộc hiện tại là đã buộc xong rồi các bác. Đây, chỉ biết cách là buộc chằng như kiểu là chằng lợn đi thôi.
tại hôm nay thì rất là may là được phòng là hỗ trợ nữa, chứ không là hai ông cháu là hơi khó khăn một chút các bác ạ. Dao ông nhá, dao này dây này. Cái khung này chính ra là cái khung còn nặng hơn cả cái tách nô bác ạ, khung ấy. Đúng là vừa tầm người đi luôn, nhưng mà đi đường này thì đi được, nhưng mà một tí đi xuống cái kia là đi khó lắm. Không, thì mai lấy. Không ấy. Khó quá thì để mai lấy. Dạ. Không này thì nếu mà khó quá thì sẽ để ngày mai là lấy sau được các bác. Bây giờ thì sẽ vận chuyển cái tách này đi xuống nhà đó. Nhưng mà sẽ cố gắng làm sao mà lấy được đi. Đây là vừa rồi có thêm dây co buộc là nó không bị lung lay một chút nào luôn đấy. Đi vào với ạ. Ông đi trả dao trước đi. Ông đem cái khung này đi xuống nhà anh phòng luôn không? Cháu ạ. Đây cháu xem nào. Vâng, đi để cháu cùng anh phòng. Ông thì sẽ là phụ trách là cái khung, còn là cháu Lực với lại là anh Phong thì sẽ phụ trách là khung cái này. Vừa đi thì vừa ghi hình cho các bác là một đoạn. Ngay đâu đó chắc độ tầm 5 cân đến không anh? Chắc hơn nhỉ? Anh xoay xoay một tí, anh xoay cây được không? Anh xoay xoay cây, xoay cây như này. Đấy rồi, anh. Tại vì là em thấy là kia có một cái khước ấy. Chính ra là vác cái khung của ông đi là còn nặng hơn đấy, nặng hơn so với lại cái tách mà anh em mình đang khinh. Con gái lấy đi. Vâng. Nay vừa rồi mà cái con xe ba gác kia đi xuống được thì lại ngon quá không bác. Anh em mình đi theo đường lớn nữa chứ anh? Cái co thì nó kiểu đi nó như kiểu kéo dài, nó sóc sóc. Đợt trước thì cái tách đứng kia đấy các bác thì còn dùng xe máy để chở được đến tận dưới, nhưng mà đợt này thì không dùng xe máy để chở, không có bảo hiểm được vì tay lái nó không lụa mấy. Nay có khi là đến đến nhà ông là tối rồi đấy. Đây, thưa các bác, hiện tại thì mấy ông cháu cùng lại là anh Phòng nữa thì cũng di chuyển ra đến nhà của ông rồi. Từ cái đoạn này đi vào thì sẽ đi khó hơn
khó hơn nữa các bác, đoạn này đi mấy nắp gì mày, có một cái nắp hay không, ông xem cái nắp ở đâu. Rồi. Cho ông với lại là anh phòng vác cái kia thì cho lực xé lại tiếp tục là vác thêm cái khung này các bác này. Đấy, có lẽ là hôm nay thì nếu mà như tối quá thì là để ngày mai thì mới đi vào và làm cái chỗ để mà lắp này kia thôi các bác. Còn hôm nay thì hiện tại là chúng được ghi hình như thế thôi. Nhìn cái máy quay thì nó hơi sáng một chút nhưng mà nếu mà nhìn vào thực tế thì rất là tối rồi. Thôi, di chuyển thôi nhé. Vâng anh. Đi khó lắm trên kia, đi dễ xuống này đi khó lắm nhỉ. Rồi, chúng được sẽ lựa chọn là cái khung này. Không này thì là với cái tách thì là tương đương là số cân nó như nhau ấy. Này thì chiều cao cũng có hạn thành ra là đi nó bị chạm đất này luôn. Bên kia thì cũng thế. Rồi, nhà của hai ông cháu thì từ trước các bác theo dõi từ những cái video đầu thì các bác cũng đã biết rồi là cái đoạn đường đi nhà ông cháu thì nó sẽ hơi khó khăn một chút. Đây, nhưng mà tuy nhiên thì sau khi được một thời gian thì được các bác yêu quý thì đến cái thời điểm hiện tại thì nhà hai ông cháu thì cũng đã hoàn thành hoàn thiện rồi, gần hoàn thiện thôi. Bây giờ thì đang đi vào những cái công đoạn là cuối cùng nữa. Đây, tách này thì là đã ôi chân quá. Cái tách này thì đáng nhớ ra là đã đem xuống từ lâu rồi các bác. Đấy nhưng mà tuy nhiên thì đường không có ủng hộ đấy các bác. Này thì chiều cao cũng có hạn thành ra là khi mà đi ấy, là cái cái chân này là chạm vào xuống đất luôn. Tách thì nó cũng rất là mỏng cho nên là phải vận chuyển là làm sao mà nhẹ thì nó mới không bị móp được. Vừa rồi thì cháu được có khựng lại một chút các bác không nói được ấy, tại vì là cái chân tách này đập vào cái chân đau quá. Cái này là cháu được sẽ phải được ngược lại thôi bác. Ngược lại là còn khó hơn các bác ạ. May là cái sắt này nó không có sắc nữa. Để ông với anh phòng thì đã đi nhanh hơn. Mình sẽ cố gắng làm sao mà đi bởi kịp được ông với lại là anh Phong. Để đến cái đoạn mà nó cao hơn ấy thì đi nói là cực kỳ là khó. Để nó thấp xuống quá thì sợ đi là cái tách bị móc. Toát đi cả mồ hôi đây anh nhờ. Thế mà mỗi người khoảng 50 chân cũng mệt đấy nhỉ. Vâng. Ra đến cái chỗ đoạn là tối thì còn không nhìn thấy gì đâu rồi. Vừa rồi là cái tách này và người ta lấy lên cho cháu Lực là muộn quá. Để trên kia thì cháu Lực cũng sợ bị mất đấy. Thế ra là đem xuống nhà hai ông cháu đi trước tiên đó. Vậy đi thẳng phòng nhá.
Vâng anh. Để tạm đây thôi, dưới kia. Cho cái chân nó vào nhỉ. Vâng. Đợi em ạ. Để em kéo chân vào đấy. Tôi lên cáo cho anh ạ. Đặt cái chân nó xuống để tạm đấy. Vậy ra đến đây là tối luôn đấy nhỉ. Ông bỏ cái dây co ra đi ông. Này mà đi mình lao như trâu quá thì sợ rằng cái tách nó cũng bị móp này. Đi là phải zin giữ. Và hôm nay thì rất là may là còn anh Phong là còn là ở nhà. Nhờ được anh Phong một chút. Không mà hai ông cháu là không thể vận chuyển là hết được đâu. Ngày mai lại tiếp tục thêm một chuyến nữa. Đường xe máy không được vào đến nơi vất vả nhé. Chậm tới nhé. Đây này, anh chắc bị mắc kẹt đây này. Phải không? Đây, anh nhấc cây ra. Ông bỏ cái dây co cho cháu một tí nhá, thì cháu lại buộc được cái xe kia chứ không là không buộc được đâu. Anh kéo đi. Cái tách này là những cái vết này này có bác này, những cái vết này có những cái số, có một số chỗ thì người ta không có mài ký đâu. À, có chỗ thì rất là sắc đấy. Cởi ra không anh? Không ra kia lấy dao lấy chặt ra đi. Đừng chặt 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 cái đoạn nào của em ở đây này. Đây, đây chặt đến cái đoạn này. Ai da. Hãy đi xuống dưới đi anh. Xuống dưới không biết là có nước nào. Nước quá. À, ông lấy đi không? Ông lấy đi này, mở cái là được không? Đây. Ông vừa rồi. Cái gì đây đây? Ông xoay một tí không? Không, xoay cái tách thấp rồi. Xoay cái tách thấp một tí không? Xoay ra bên này này. Đây này không? Đây, lấy được không? Đấy, cháu bảo không đến mà ông xoay cái này này. Đây, cháu xoay cho. Có cái lỗ ở đâu ấy? Đây, vừa rồi thì ông có đi hộ người ta đấy, cho nên là người ta lấy này là một chút một gói mì tô mà thêm làm chút thịt đâu. À, đây ông này lấy cái chốt này phần. À. Là người ta gói phần cho ông về trước đúng không? Đấy, đặt vào. Đây này này không ông. Đây này, làm như này này ông nha. Đó. Gập như này là xong mở này. Đấy. Đây, chưa biết rồi. À, hình ảnh hôm nay thì sẽ hơi tối một chút các bác nhé. À, rất là mong là các bác thông cảm. Ở dưới nhà của ông thì điện đóm là sáng trưng rồi không ạ? Ngày mai thì sẽ để cái tách của ông là phía trên này này có bác này, ngày mai. Ngày mai thì có vẻ như là anh Phong là vẫn đang đi vào và lắp cái ống nước này một chút cô bác. Hiện tại thì cái phần bàn thái thì anh Phong đã ốp là xong hết rồi cô bác này. Hôm nọ thì đáng nghe ra định là không ốp đâu, đấy nhưng mà lại là thay đổi một chút. Thay đổi một chút cho nên lại cho anh Phong là ốp hết. Nhìn nó đẹp hơn tí nhỉ? À, nhìn nó đẹp hơn tí à không? Nhiều đấy, không phải hơn tí. Nhìn nó không lộ tường ra không nhỉ? Không. Trước cái chỗ kia là trước là ông xin được rồi đúng không? Vâng, được rồi. À, thế thì ngày mai là ông đi vào và ông nhổ cái lỗ nó ra nhé. Vâng. Xong
mình nhà lắp cái đường nước. Nó cũng không còn xi dài đâu nhỉ? Đấy không còn xi đâu. Đấy, và mình dùng đá kè nhưng mà không nổi. Đến lúc nào mà mình lấy xi thì mình mua xi sau. Trước mắt thì mình cứ đặt thế đó, xong là bơm nước để cho nước đi vào nhà đó. Để xem là cái đường nước nó có bị rò rỉ đâu không. Thì nếu mà bị rò rỉ thì mới biết là cho mấy anh em thợ là lắp lại. Từ trên kia xuống thì mình dùng ống đen là nó tốt hơn anh nhỉ? Vâng. Cái ống kia 34-36 vâng. Mai là vẫn phải đi mua thêm thêm ống. Cái keo này thì còn không anh? Keo đấy xem rồi, vẫn còn. Còn keo này thì anh để lại, xong anh để đây cho em xin nhá. Còn chắc là như thế thì đủ nữa, mua cả lọ thì cũng mình cũng xài lại hết rồi mà. Đây là bây giờ lắp xong rồi anh. Vậy bàn thái thì anh Phong đã lắp lại là hầu như là không có chỗ nào để mà nó không có đá nữa các bác. Từ bên này ra bên kia là có đá hết, đầy đủ hết rồi. Đang đi vào và dọn dẹp thêm một chút nữa. Ông lấy nước chè cái ra uống một tí không? Khát nước quá. Ông không có uống nước chè của bác ạ ông ấy. Chè ông không uống được. Nhưng mà trước kia là ông uống nước chè thì bị làm sao không? Nước chè thì bị cảm, cứ bắt cảm, không ai không bắt được. Nước chè thì trước thì cho mẹ bắt mới được. Bắt bây giờ hai bên ngừng này phải với bên ba dòng súng dài mới được. Thế này ông không uống nước chè, để uống nước trắng thôi. Chống nữa cơ. Vâng, vâng, có xin. Anh Phong mà làm nước chỗ đấy nữa rồi thì nghỉ tay ra một tí nha. À, mấy anh em lại tiếp tục là cùng về thôi anh nhỉ? Hay là anh về sau? Anh vô về chứ. Anh về sau ấy. Anh mà phải đi vô chứ. Bây giờ phía bên ngoài thì khá là tối rồi các bác. Có những hôm thì đi về rất là sớm, còn có những hôm thì phải nói là đi về rất là muộn. Ra phía bên kia thì các bác nhìn thấy là hầu như là không có cái ngôi nhà nào mà sáng luôn. Ở tiếp cái chỗ tay cho mình chỉ các bác, ở đây có một ngôi nhà này nhưng mà không thấy người ta bật điện này. Dạ. Có lẽ là chưa có điện hay sao ấy. Đây chưa, sáng mai là anh nấu cái kia. À sáng mai ông ấy, sáng mai anh mới lắp à? Cái bóng đèn kia sao không sáng đấy không? À là sáng không? Vừa nói đến là sáng luôn các bác, tưởng là không sáng rồi. Nhà của ông là bây giờ nếu mà ở từ trên kia xuống là sáng nhất ở khu này ấy. No. Tại vì là nó có bóng đèn ở bên ngoài ấy. Mà điều kiện nó thì pin nó pin nó chắc rồi. Hết rồi ông ạ. Được. Ông đi xem là mua cái pin được. Con thỏi nhỏ ấy không? Ừ. Rồi lắp mua về một đôi lắp nó không bấm nó không. Thì nó khác hẳn như vậy rồi. Vâng. Ông ai dùng cái rẻ lau ở phần những cái phần dưới kia một chút không để mai đỡ phải cứng. Đây cho mấy anh em thợ một chút. Rồi thì một tí nữa chúng cháu là cùng về. Rồi điều nó lại làm cho nửa sâu xi này. Dạ. À thế là còn nửa sâu xi này nữa à. Thế này thì anh để chắt vào đâu anh? Anh để ở đây vào một viên này. Ô ở bên đấy nè. Bên này nó là sò. Vâng. Ở trong này thì hiện tại là còn là thêm là một viên nữa. Ông cùng anh Phong là hoàn thiện là nốt là thêm chỗ này nữa, về thì mấy anh em là cùng là về chung một đường luôn các bác ạ. Kia là phải biết một tí anh ạ. Biết không? Đáng nghe ra là đến cũng giờ này là nghỉ rồi cô bác ở đây nhưng mà vớ là còn nhiều quá nên ra là phải làm cho hết vớ.
xuống tay à anh? Bóng đèn này có để vào trong không anh? À? Bóng đèn này để vào trong đỡ phải soi. Được không anh? Nhưng có lẽ là phải rút điện đã. Rút điện được thì mới dám để đó. Ủa, nóng đấy. Điện thì phải nói là một trong những cái mà rất là nguy hiểm của bác ạ. Đường điện là mình không thiết kế cẩn thận là đến lúc mà mình làm nó bị chập cháy cái gì là lúc đấy là hối hận không kịp thôi. Được chưa chị, đây cắm điện nhá. Sáng này làm nó dễ dàng hơn một chút, nó phải soi anh ạ. Khi mà làm sai một cái gì là phải nói là sửa lại là rất là khó của bác ạ. Nhà của em cháu tiêu nọ là cái chỗ này là hơi bị sơ suất một chút của bác ạ. Lúc đầu thì định để cái tủ ấy để cho nó những cái đồ đạc của ông thì để cho nó gọn gàng đi đấy, nhưng mà không sau khi mà làm đến xây lên rồi thì cũng được rất là nhiều ý kiến của các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ấy, thì cũng có đóng góp thì cháu được sửa lại. Vất vả nhỉ. Sửa lại thì một phần là vừa vất vả này và vừa tốn kém thêm nữa. Vừa chưa anh? Cái này là cái gạch phía bên này là có bác này, gạch mà 60x60 là nó không có nữa, cho nên là chỗ được là lựa chọn là cái gạch là 30x30 thì lại ốp là hai viên một. Thế ra những cái viền ở phía bên này thì hôm nọ thì cắt cái mạch xi trắng này vào các bác này thì nhìn trong nó hơi hở ra, cho nên là chỗ được là bảo anh phòng là chắt lại cái mạch trắng một chút, cái mạch đen đấy. Phần chân này thì là đáng lẽ ra là vừa rồi cháu Lực là lấy xuống rồi các bác ạ, để cho anh phòng là gắn luôn, nhưng mà do là không có, thành ra là phải đợi thêm là 1-2 hôm nữa thì mới có được. Thank you.
Đây có lẽ là sau sửa thêm nút lần này nữa thì sẽ không có cái gì là phải sửa thêm nữa không bác? Chỉ đi vào sơn vào thêm là hoàn thiện là cái phần là cửa nữa thôi. Để cho anh Phòng là thực hiện là nút ở phía bên này. Cái chỗ trước mặt của anh Phòng thì đục hơi quá rồi nhờ. Nó bị vỡ anh. Thế là phải cạp lại thôi. Hôm nọ là hai cháu mình vừa mới lau xong là bây giờ mấy nước này phải lau thêm một lần nữa rồi ông nhỉ, cái chỗ này ấy. Ông cứ lau lại, lau đi nhiều lần vào thì nó mới sạch. Vâng. Đây có lẽ là cái công việc ngày hôm nay cháu Lực cũng xin được là cập nhật là tới đây thôi các bác ạ. Đấy, thời điểm này thì là đang đi vào hoàn thiện cho nên là có những hôm thì sẽ làm là rất là tối các bác ạ. Bây giờ thì công việc này hai ông cháu thì của anh em thợ thì cũng đã hết và phát sinh thêm là một số cái thôi. Thứ nhất thì phát sinh thêm là bàn thái với lại thêm là nhà vệ sinh. Đấy, còn là hôm nay thì cũng đã gửi cái phần quà của hai chị là người Thúy là tiếp tục là tới cho ông rồi. Đấy, nhà ông thì bây giờ là có hai cái tách thì tha hồ chứa nước ông nhỉ? Vâng. Đấy, một cái tách thì là cháu vẫn là đặt ở cú phía cú cho ông. Đấy, sau này nếu mà như ông muốn chuyển đến chỗ khác để cho nó tiện ông ấy, thì ông chuyển. Còn cái tách mà đợt này cháu lấy xuống đấy thì sẽ đặt ở trên kia, thì cái tách đấy thì theo như cháu là sau này ông sẽ không cần phải chuyển nữa. Mai thì cháu sẽ mua thêm một số đồ nữa để mà lắp ống nước và ông bơm nước đi vào. Đấy, không biết là cái nguồn nước kia thì liệu là có đẩy được vào trong không anh nhỉ? Vâng. Đấy, còn lựa chọn là đặt trên cao thì sau này là khi mà ông tắm rửa này kia này xả nước ấy thì nước nó sẽ chảy mạnh xuống, cái lực nước sẽ mạnh thì mình không cần phải là mua cái máy đẩy hay là máy hút nước vào cùng không ạ? Mai nếu mà vào mua cái đồ lắp vào cho. Vâng. Anh xem nó có bị dính không đâu. Vâng. 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 Để cho anh Phòng là lần sau là đỡ phải xuống nữa anh nhỉ. Thấy ông có lời nào muốn gửi cho hai chị Nguyệt Thúy không ông? Có lời cũng là xin cấp chị bác đã gửi dắt hai cái chén về đến cho ông với cháu. Là xin chúc thể bác chị đã gửi tới nước nhận được rồi hai cái chép nước cho mấy mái có nước tắm có nước uống rồi tôi xin bác chị chúc bác chị mình thề chúc thể mình thề như chú là như bác thôi không biết nói nhiều rồi. Ông thì có vẻ như là hôm nay là hai người bạn của ông là cả ngày là không có gặp ông rồi đấy cô bác ạ. Đấy, cứ thế về là quấn quýt từ nãy đến giờ thôi. Đấy, thì có lẽ là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào cô bác. Chào các bác, các chị nha. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang các bác. Thank you.